Đầu tiên Hoàng xin chuyển tới quý vị cái thông tin liên quan đến những cái đồn đoán về việc ông Gerasimov xin xin nghỉ, xin từ chức và xin gặp trực tiếp ông Putin. Tuy nhiên ông Putin thì không đồng ý gặp. Đấy, và có những cái cuộc thảo luận đối với lại tân bộ trưởng quốc phòng Belousov. Ông Belousov thì dường như là cũng muốn ông Gerasimov nghỉ. Thực ra quý vị cũng biết đây là trong suốt cái quá trình Nga tiến hành cái cuộc xâm lược ở Ukraine thì bản thân toàn bộ nó bộc lộ toàn bộ cái sự yếu kém của cái bộ máy quân sự Nga nói riêng luôn, và toàn bộ những cái hệ thống khác ở trong cái giới chính trị Nga, cái chế độ chính trị Nga nói chung. Nói chung thì nó bộc lộ ra rất nhiều cái vấn đề ở đây. Đương nhiên thì quý vị thấy là những cái trách nhiệm trực tiếp thì liên quan đến cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đúng không? Và ngài ông Tổng tham mưu trưởng Gerasimov, chức vụ Tổng tham mưu trưởng này thì nó tương đương với lại cái chức vụ Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân của Hoa Kỳ, hiện đang do ông Charlie Brown ông ấy nắm giữ. Lúc trước là ông Mark Milley, đúng không? Mark Milley thì mới nghỉ. Đấy, ở giai đoạn đầu chiến tranh, đầu cuộc chiến Nga Ukraine thì ông Mark Milley nắm quyền. Và ông ấy đã chút được gánh nặng đúng không? Liên quan đến cuộc chiến này nó không phải đơn giản, còn phải ba bề bốn bên xoay sở rất nhiều thứ, những cái chức trách như thế này thì nó rất là nặng nề. Thế thì trách nhiệm của ông Shoigu và ông Gerasimov thì hiển nhiên rồi, quý vị cũng thấy ngay là nó không phải là bình thường nữa. Thế nhưng mà nó cũng không thể nào đổ lỗi hoàn toàn cho hàng này được. Thế mà cho đến bây giờ quý vị thấy là ông Gerasimov thì có thể là ông xin nghỉ thật. Tại sao Hoàng nói thế? Họ đồn đoán, cái trang tin nó có tên là dialog.ua, thì đây là một trang tin của Ukraine, có thể là một cái trang tin độc lập. Trang tin độc lập Hoàng chưa 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 check được kỹ lắm, nhưng dường như nó là trang tin độc lập bằng tiếng Nga. Đấy, họ đăng tải thông tin bằng tiếng Nga, bởi vì ở Ukraine thì họ nói cả tiếng Nga cả Ukraine. Họ nói tiếng Nga thậm chí còn nhiều hơn, bởi vì tiếng Nga dễ sử dụng hơn tiếng Ukraine. Đấy, tuy nhiên là trong các văn bản hành chính hay là những cái thủ tục giấy tờ chính thống thì họ phải dùng tiếng Ukraine. Thế thì cái trang tin này, Hoàng mới thấy trang tin này cho biết thôi, chứ còn chưa thấy một trang tin nào khác nói. Đấy, và họ đồn đoán là do cái lệnh bắt giữ của ICC. Và ông Gerasimov đã phán đoán được tình hình trước đây mấy hôm rồi, nhưng Hoàng nghĩ là cái lệnh bắt ICC nó không phải là cái gì to tát lắm đối với lại chính giới Nga bây giờ. Cái chat bắt giữ của ICC đối với lại ông Gerasimov và ông Shoigu, quý vị cũng biết rồi. Thực ra thì cái thông tin này Hoàng thấy là nó khá là rầm rộ, nhưng Hoàng đánh giá là nó không có ảnh hưởng gì lớn lắm, nên là cũng đưa đưa tới cho quý vị vậy thôi. Chứ bản thân quý vị thấy ngay là trong cái khoảng thời gian qua, sau khi mà tòa án ICC này, tòa án hình sự quốc tế, họ phát lệnh truy nã và bắt giữ ông Putin thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Nên là nó chắc chắn nó cũng chả ảnh hưởng gì đến ông Gerasimov và ông Shoigu, mặc dù là những ông này thì kém quan trọng hơn ông Putin. Đấy, và ông Shoigu thì đã mất chức Bộ trưởng Quốc phòng rồi, nhưng mà thực tế ra thì họ đã từng leo lên cái ghế quyền lực như vậy thì rất khó để mà có thể làm gì được họ, đúng không ạ? Nó cũng ảnh hưởng đến thể diện của chính quyền Nga, của Điện Kremlin, của cả thể chế ở Moscow nữa. Đấy. Thì Hoàng nghĩ là không phải do ICC, mà Hoàng nghĩ là có thể là ông Gerasimov ông có vài lý do mà dẫn đến cái việc này. Tất nhiên Hoàng đang đang dẫn tin với quý vị là có thể là nó là đồn đoán quý vị nhé, không phải là sự thật. Nó có thể có những cái lý do sau đây. Thứ nhất đấy là chính ông Gerasimov cũng lâm vào bế tắc trong cái vấn đề điều binh khiển tướng. Quý vị biết đấy, áp lực của ông Putin đúng không? Không phải là cứ ngồi chơi xơi nước như vậy, quân thích tiến đến đâu thì tiến, thích rút đến đâu thì rút, và báo cáo xơi xơi với ông Putin thế nào thì ông cũng nghe, không có chuyện đấy. Thế thì nó cũng lâm vào tình thế khó, bởi quý vị thấy ngay là Nga bây giờ là đang rất khó trong cái vấn đề tiến quân ở Ukraine. Đấy, mặc dù đạt được những cái bước tiến hữu hạn, nhưng mà thời gian tới thì sao cũng... Sau khi mà quý vị biết đây là mới gần đây thì Séc đã bắt đầu viện trợ 180.000 quả đạn pháo theo cái sáng kiến trước đây rồi. Nó hơi chậm quý vị ạ, nhưng nó đã đến, và thời gian tới nó sẽ đến đều hơn.
cho đến khi mà khoảng 800.000 hoặc 1 triệu quả, hoặc là thậm chí là có thể đến 1,5 triệu quả. Và như thế thì Ukraine cũng là thoải mái đạn bắn hơn một chút, thôi. Không phải là áp đảo được Nga đâu. Nga là vẫn có cái hỏa lực đạn pháo áp đảo hơn Ukraine khá nhiều. Nhưng đạn của Ukraine, Hoàng đã nói nhiều lần với quý vị, đúng không? Nó bắn xa hơn, chính xác hơn, uy lực hơn. Cái đạn 155mm theo chuẩn của NATO nó mạnh hơn của Nga rất nhiều. Chính vì thế mà nó có thể cân bằng được sức mạnh pháo binh với Nga. Trong khi đó là những cái cuộc tấn công tập kích hậu phương và tầm xa của Ukraine thì tỏ ra rất hiệu quả. Ở đây Hoàng cũng cần phải đính chính với một quý vị bình luận. Quý vị bảo là cái chiến thuật của Nga tấn công vào cái hậu cần của Ukraine cũng hiệu quả, cái hậu phương của Ukraine cũng hiệu quả, và đấy không phải thất bại của họ đâu, họ cũng có suy tính. Tất nhiên quý vị này không phải bình luận theo cái hướng là bên Nga tấn công vào cái mục tiêu dân sự của Ukraine. Hoàng đọc cái bình luận như thế. Nhưng quý vị ạ, Hoàng đang nói đến cái giai đoạn mà cuối năm 2022, đầu năm 2023, Hoàng nói là không hiệu quả là cái lúc đấy cơ. Khi mà Nga ấy tiêu tốn rất nhiều tên lửa, và mỗi đợt không kích là đến hàng trăm tên lửa, đúng không? Hoặc là gần 100 tên lửa rất đắt tiền. Lúc đấy là không kích UAV ít lắm, UAV Shahid mới sang ít lắm. Mà chủ yếu là tên lửa thôi, và đánh vào những cái trạm biến áp. Đấy, chủ yếu vào trạm biến áp và những cái đường xá, rồi là cơ sở không quan trọng của Ukraine. Và mặc dù có tổn thất nhưng Ukraine họ sửa chữa nhanh hơn. Nó không giống như thời gian vừa qua khi mà Nga cứ nhắm vào các nhà máy thủy điện, nhiệt điện của Kyiv, và nó làm cho Ukraine tổn thất rất nặng nề. Đó mới là cái hiệu quả của các đòn đánh của Nga thời gian qua, chứ còn lúc trước thì không hiệu quả lắm đâu. Ukraine tất nhiên họ phải kêu ca, đúng không ạ? Có một người mà thiệt mạng hay là 10 người thiệt mạng thì họ đều phải kêu ca, nhưng tuy nhiên mà so với lại cái số lượng vũ khí, bom đạn, tên lửa, đúng không ạ? Tên lửa nó rất đắt. Mà Nga nã sang đất nước Ukraine trong thời gian đấy thì hiển nhiên nó không tương xứng. Đấy, và nó chỉ làm tiêu hao cái nguồn lực của Nga nhiều hơn mà thôi. Để ở đây chúng ta phải so sánh tương đối như vậy. Trở lại cái vấn đề với lại ông Gerasimov đây. Đấy là càng ngày ông ta đang cảm thấy khó khăn. Và đặc biệt là bất an sau khi mà ông Sergei Shoigu và một loạt các thứ trưởng bị cách chức. Ông Gerasimov thì bản thân ông ta cũng là một thứ trưởng và là thứ trưởng thường trực trong Bộ Quốc phòng Nga, và kiêm cái chức danh Tổng tham mưu trưởng. Thế nên là không lạ nếu như mà ông ta xin từ chức. Nhưng Hoàng nghĩ là hai cái lý do này nó quan trọng hơn. Thứ nhất là bế tắc trên chiến trường và áp lực của Điện Kremlin hối thúc. Tất nhiên là nó sẽ có rất nhiều hối thúc ở đây rồi. Thứ hai là chính ông Shoigu và một loạt thứ trưởng vừa rồi mới bị sa thải. Và điều này có thể tác động đến cái tâm lý bất an của ông Gerasimov. Ông ta có thể nghĩ, đúng không ạ? Thôi đến giờ cũng và ngồi trên ghế tổng tham mưu trưởng cũng lâu rồi. Mà thực tế ra là ông ta ngồi mười mấy năm rồi. Cũng đến, và ông Shoigu, bản thân ông Shoigu cũng ngồi trên ghế bộ trưởng quốc phòng mười mấy năm rồi. Cũng đến lúc về rồi, đúng không ạ? Đỡ thì thấy khó thì nên biết đường lui, chứ không nên để cho mình hãm vào chỗ khốn cùng. Tất nhiên quý vị biết đây là suy tính như thế ở trong cái thời điểm này với ông Gerasimov không hề sai một chút nào. Hoàng nghĩ là còn là thông minh. Bởi vì là nếu tiếp mà đến cái lúc ông Putin cũng không thể nào mà nhẫn chịu được nữa. Trong khi đó là quân đội thì quý vị biết đấy, là Nga càng đánh thì càng te tua. Có nhiều người bảo chiếm được chỗ này, chiếm được chỗ kia, thì nó vẫn cứ chiếm được như thế mãi, đúng không? Chiếm được làng này làng nọ. Hoàng đã từng phải cười với quý vị là nó không đến nỗi mà nó nghiêm trọng như thế hay hoành tráng như thế với quân Nga, đúng không ạ? Giả sử như mà Lào mà đánh với Trung Quốc chẳng hạn, mà chiếm được một hai làng của Trung Quốc và cứ cố thủ ở đấy thì rõ ràng là đấy là chiến công rất là lớn của Lào rồi. Hay là giả sử như Nga mà đánh với Mỹ rồi. Ví dụ như thế, đúng không ạ? Mà chiếm được một hai làng hay một hai thị trấn của Mỹ thì đúng là Nga thành công quá. Nhiều người sẽ vỗ tay. Thế nhưng đánh với Ukraine mà đánh như thế thì kém thì tất nhiên là họ cũng biết, đúng không ạ? Họ cũng biết là Nga mạnh như thế mà tiến chậm như thế này thì kém như thế nào, họ biết quá. Lâm vào thế khó. Và vấn đề thứ hai là một loạt các cái quan chức Bộ Quốc phòng Nga vừa rồi bị sa thải, và chính ông Belousov cũng không có mặn mà gì với ông Gerasimov. Điều này đang đẩy chính quyền Putin đến một cái tình thế rất là nan giải đấy quý vị. Tại sao? Dù sao thì ông Gerasimov cũng không có
phải là một tướng lĩnh có năng lực vượt trội, đúng không? Quá giỏi để mà có thể xoay chuyển tình thế này. Nhưng bản thân quân đội Nga bây giờ cũng không có tướng lĩnh nào vượt qua khỏi ông ấy được. Ít nhất là theo quan sát của Hoàng. Hoàng thì ở xa lắm quý vị. Có thể là còn những ở nước Nga còn những nhân tài ẩn giật, đúng không ạ? Còn những Tôn Vũ hay là những cái binh gia mà ẩn giật ở nơi núi sâu rừng thẳm và một lúc nào đó ra xuống núi giúp ông Putin, đúng không ạ? Xuất sơn xuống núi. Tuy nhiên Hoàng chưa thấy cái độ điểm sáng nào ở những tướng lĩnh hiện tại của Nga, và vì vậy quý vị tưởng tượng ai sẽ ngồi lên cái ghế tổng tham mưu trưởng này. Bản thân ông Belousov được cất nhắc lên những ghế bộ trưởng quốc phòng, Hoàng nghĩ là ông ta cũng không có nguyện ý đâu, ông ta cũng chả vui vẻ gì đâu. Một cái ghế, đúng không ạ, có thể là ban đầu lên thì vui mừng, một hai tháng đầu lên thì cảm thấy thoải mái, bởi vì lúc đó mới lên nắm quyền thôi và áp lực của ông Putin chưa lớn. Nhưng quý vị tưởng tượng là càng ngày, đúng không ạ, càng ngày thì ông ta sẽ phải càng chịu trách nhiệm nhiều hơn, bởi vì là ông ta đã nắm quyền lâu ở Bộ Quốc phòng Nga. Và như thế thì nếu người khôn ngoan ra thì sẽ không muốn ngồi vào cái ghế này. Đấy, vậy thì ai sẽ ngồi vào ghế tổng tham mưu trưởng của ông Gerasimov nếu ông ta từ chức thật? Và nếu như ông Putin nghe theo như lời khuyến nghị của ông Belousov, cái điều mà giống như là những cái trang tin kia họ đồn đoán. Đó. Chúng ta cứ mượn câu chuyện này, đúng không ạ? Mượn cái thông tin này của họ. Hoàng khẳng định đi và khẳng định lại với quý vị là chưa có thông tin xác thực nào hơn để mà khẳng định điều này. Nhưng nếu nó là sự thật thì sao? Có phải là ông Putin là không còn tướng để mà dùng vào cái việc nắm quân đội thay thế cho ông Gerasimov? Hoàng nghĩ là rõ rồi, đúng không? Mà Hoàng cũng đã tường thuật với quý vị, những quý vị đã theo dõi quân sự mở lâu rồi. Đấy là để mà cải tổ quân đội Nga, mà để cho họ giành được chiến thắng ở Ukraine trong cái tình thế này, quý vị, nó sẽ mất hàng chục năm. Đấy. Cải cách từ những cơ cấu điều hành quân đội này, cải cách tất cả những cái bộ máy ở bên trong đó, cải cách cả nền công nghiệp quốc phòng Nga, cải cách tất cả, quý vị ạ. Nhưng mà với điều kiện là không dính những cái lệnh trừng phạt rất nặng nề của phương Tây thời gian qua. Chứ còn những lệnh trừng phạt của phương Tây vừa qua áp đặt, đúng không ạ? Và trong khi đó là Nga vẫn còn đang chầy chật ở trên chiến trường Ukraine này, thì không biết đến bao giờ họ mới có thể cải tổ được quân đội trở nên tinh nhuệ hơn, thiện chiến hơn, để mà kết thúc quân đội Ukraine. Nếu như thế thì rõ ràng là ông Gerasimov hay ai ngồi lên thì cũng không có thể gắng gượng được. Chẳng qua là, đúng không, quý vị biết đây là bây giờ ông Putin cũng hết tướng rồi, hết tướng để mà đặt vào cái vị trí đó rồi. Ai lên bây giờ, đúng không? Alexander Lapin hay là những cái vị tướng lĩnh mà cũng bị giới blogger quân sự Nga thời gian vừa qua chỉ trích lên chỉ trích xuống, đấy là chưa kể đến hàng chục mấy chục tướng lĩnh của Nga đã bị tử trận trong suốt hơn 2 năm vừa qua. Đấy là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng với Nga. Có vài thông tin đáng chú ý nữa mà hôm nay Hoàng muốn gửi tới quý vị. Hôm nay thì Ukraine và EU bắt đầu đàm phán gia nhập. Đấy, từ hôm qua rồi quý vị nhé. Đấy là một cái bước khởi đầu, có thể là nó không nhanh đâu quý vị ạ, nhưng nó cũng là một bước khởi đầu, và người ta cũng thấy là cái bước khởi đầu này bắt đầu nhanh hơn nhiều dự đoán trước đây. Đấy, và Ukraine đã đáp ứng 4 cái yêu cầu của EU trước đây về cải cách cái nội bộ của họ. Đấy. Tuy nhiên để mà gia nhập EU thì Kyiv chắc là sẽ phải đi một cái bước đường dài. Tất nhiên quý vị biết đấy là đến thời điểm này thì EU mà chấp nhận đàm phán cho Ukraine gia nhập cũng là mắt nhắm mắt mở thôi, đúng không ạ? Mà nếu như mà áp những cái tiêu chuẩn quá nặng nề, tức là quá cứng nhắc, thì Ukraine có lẽ vẫn chưa đủ cái điều kiện để gia nhập đâu, quý vị biết đấy. Bộ Quốc phòng của họ còn một mớ thứ trưởng, còn cái văn phòng thủ tướng thì còn một mớ phó thủ tướng. Thủ tướng chứ không phải tổng thống đâu quý vị nhá. Tổng thống thì Hoàng không thấy phó tổng thống Ukraine. Đấy, nhưng mà phó thủ tướng thì nhiều lắm. Và như thế nó cũng, quý vị thấy ngay là nó tạo ra một cái cơ cấu rất là cành càng ở trong cái nội bộ bộ máy của đất nước này. EU không có một cái quốc gia nào có một cái cơ cấu cành càng như vậy cả. Nhưng bản thân ông Zelensky, ông ta cũng phải cân bằng. Đấy, nếu thực sự ông ta là người mà nghĩ cho Ukraine, đúng không ạ, công chính, thì ông ta cũng vẫn phải cân bằng và từ từ
làm cho cái bộ máy này nó gọn nhẹ hơn đấy, để đủ điều kiện để hội nhập với lại EU. Còn nếu không thì nó cũng gây trở ngại đấy quý vị ạ. Bởi vì nó là càng nhiều người nhiều việc ít quý vị ạ, thì nó gây ra cái tình trạng là ba bè bốn bên nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Bây giờ là việc bao nhiêu người bấy nhiêu đúng không ạ? Chỉ có là chăm chăm vào việc của mình để làm thôi, không có rảnh rang để mà nghĩ đến chuyện khác đấy, những cái chuyện khuất tất tà vạy khác. Người xưa đã có câu là mà nhàn cư vi bất thiện, nó chính là như vậy. Đây cũng là một tín hiệu tốt cho Ukraine thôi, nó cũng thể hiện một cái sự thất bại của Nga ở trong cái cuộc chiến này. Họ muốn tấn công Ukraine để ngăn cản Ukraine gia nhập NATO, ngăn cản Ukraine gia nhập EU thì lại càng đẩy nhanh cái quá trình này hơn. Tất nhiên Ukraine bây giờ thì chưa có chính thức đàm phán cái gì với NATO và cũng chưa có được gia nhập. Nhưng quý vị, cái sự hội nhập vũ khí này, các cái hệ thống quân sự ấy, cái binh pháp đúng không ạ? Binh pháp mình nói vui như thế, ở đây có thể nói nhẹ thì là cái cách sắp xếp quân đội hành binh đánh trận theo kiểu NATO. Nói rộng ra cũng có thể nói là đó là một phần binh pháp họ chẳng hạn. Nó đã hội nhập rất sâu với lại NATO rồi, các nước NATO và thậm chí là quân đội Ukraine đang được trang bị những cái vũ khí khá mạnh của NATO. Khá mạnh quý vị, bởi vì là có nhiều nước ở trong NATO ấy, họ không được trang bị nhiều vũ khí mà nó thuộc dạng tiên tiến hàng đầu như này, như là Patriot hay là những cái hệ thống pháo phản lực HIMARS. Vâng, xin cảm ơn quý vị, thắng Đức rất nhiều. Đó là một cái điều mà ông Putin ông sẽ không mong muốn. Và quý vị ạ, nếu như quý vị bảo là cái việc mà Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO cũng là cái điều nằm trong kế hoạch của ông Putin ấy, thì xin thưa quý vị, Hoàng cũng chịu, Hoàng cũng không nói được gì nữa. Với những quý vị mà còn còn quá muốn tranh thắng tranh thua trong những cái lời nói tranh luận với nhau đúng không ạ? Mà thay vì là nhìn thẳng vào thực tế. Thế còn việc Ukraine mà đàm phán gia nhập EU này thì chắc chắn đây cũng không phải là một kết quả mà ông Putin muốn nhìn nhìn thấy. Nếu vậy thì rõ ràng đây là một thất bại. Ít nhất là thất bại trong cái mục tiêu này, chứ còn chưa nói đến việc thất bại thực sự ở trên chiến trường như nào. Rõ ràng nó là một lại là một cái rất là khó chịu đối với lại chính quyền của Putin khi mà nhìn thấy các thông tin này. Hôm nay thì EU của NATO cũng mới chính thức phê duyệt cái vị trí tổng thư ký mới, và không ngoài dự đoán trước đây thì mà còn dự đoán gì nữa đúng không ạ? Thực ra là cái động thái hôm nay nó chỉ là một cái hành động chính thức hóa thôi. Còn cái việc mà có đồng ý hay không đồng ý với lại cái việc ông Thủ tướng Hà Lan ông Mark Rutte ông lên làm tổng thư ký NATO để thay thế cho ông Jens Stoltenberg thì nó không phải đợi đến bây giờ chúng ta mới biết. Bởi vì ông ta phải đi vận động hành lang đối với lại tất cả 32 nước thành viên. Tất cả đều không phản đối đúng không ạ? Tất cả đều không phản đối thì ông ta mới 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 được lựa chọn, còn nếu không thì chỉ cần một nước phản đối thôi thì ông ta cũng sẽ không thể lên làm tổng thư ký NATO được. Nhưng dù sao cũng chúc mừng ông Rutte đúng không ạ? Bởi vì là ông ta đã lên làm tổng thư ký NATO rồi, và đây là một cái cá nhân theo như truyền thông đánh giá thì ông ta là một người rất miệt mài với công việc, cũng chưa có vợ con, chưa có gia đình, rất tận tụy với lại công việc thủ tướng Hà Lan, và ông ta đã phá kỷ lục là thủ tướng Hà Lan tại vị lâu nhất, tại nhiệm lâu nhất. Đấy. Trước đây là có một vị thủ tướng trước của Hà Lan là tại vị từ năm 1982 đến năm 1994, nhưng ông Mark Rutte thì đến ông ta tại vị hình như là từ năm 2010, và đến thời gian vừa qua thì năm 2024 này quý vị thấy cũng 14 năm rồi. Tất nhiên bây giờ thì cái đảng của ông Rutte ở Hà Lan thì lại đang đang hình như thất thế. Đấy, và kể cả ông ta có chuyển sang làm tổng thư ký NATO hay không thì có lẽ thời gian tới thì ông ta cũng sẽ không làm thủ tướng Hà Lan được nữa. Tuy nhiên đây cũng là một cái bước chuyển mà quý vị thấy là cũng hợp lý đúng không ạ? Nó cũng là một cái điều đáng mừng cho Ukraine, bởi vì thời gian vừa qua dưới cái sự lãnh đạo của chính quyền ông Mark Rutte thì Hà Lan là một trong những quốc gia mà hỗ trợ Ukraine rất mạnh mẽ, mặc dù tiềm lực của họ không mạnh. Đấy, với lại những cái động thái liên quan đến các hệ thống Patriot, hai bệ phóng Patriot đầu tiên để hợp nhất với một cái hệ thống của Đức để chuyển giao cho Ukraine. Sau đó là vừa rồi là mới là
tài trợ radar và một vài bệ phóng, và một nước khác nữa họ cũng tài trợ một vài cấu kiện của Patriot và hợp thành một cái hệ thống hoàn chỉnh để chuyển cho Kyiv trong thời gian tới. Nhưng quan trọng hơn nữa đấy là Hà Lan và Đan Mạch, những quốc gia rất nhỏ bé và có tiềm lực kinh tế rất là hữu hạn ở châu Âu, thì họ lại là những cái quốc gia tiên phong viện trợ F-16 cho Ukraine, và viện trợ là rất nhiều, đúng không? Rất nhiều với lại cái nền kinh tế và cái sức mạnh quân sự của họ thì như thế là rất nhiều. Đó quý vị thấy là mạng nó đang hơi chậm đấy. Thì đây là Hà Lan quý vị ạ, còn đây là Đan Mạch, những cái quốc gia mà quý vị thấy là ở trên bản đồ thì nó rất nhỏ bé. Hà Lan thì ở Trung Âu, còn Đan Mạch thì ở Bắc Âu. Để án ngữ cái cửa ra vào, cửa ngõ ra vào vùng biển Baltic mà hiện nay người ta đã nói là hồ NATO. Hồ NATO bởi vì là tất cả các quốc gia xung quanh này trừ Nga đã gia nhập NATO hết rồi. Nên nó biến quân đội Nga trong này trở thành một cái nơi mà giống như hiểm địa, bị bao vây bốn mặt tứ bề, đúng không ạ? Và đây là một cái nơi mà không dễ tác chiến, bởi vì nó không phải là đất bằng mà là ở trên đại dương, trên biển, biển lớn. Hơn nữa là Nga không có cái năng lực hải quân đủ mạnh. Đấy. Nó cũng không phải là nơi mà hùng cứ của một cái đội quân mà vốn dĩ không có cái chiến thuật và phương tiện nào đặc biệt ở dưới mặt nước như Nga. Tại sao Hoàng lại nói thế, đúng không? Nga có một cái hạm đội tàu chiến rất hùng mạnh, với đủ các loại tàu chiến, với lại các cái thứ này thứ nọ, đúng không? Quý vị nhìn thấy qua thì thấy rất là hoành tráng, dọa người, đúng không? Nhưng nó không có mạnh như thế đâu. Hôm trước cô quý vị nói với Hoàng, bình luận ở trên Quân sự mở này trong buổi livestream là công nghệ tàu ngầm của Nga bây giờ là trượt dốc so với Liên Xô ngày xưa. Quý vị thấy đấy, là Liên Xô ngày xưa thì cũng không có phải là hoành tráng gì, mạnh mẽ gì trong công nghệ tàu ngầm đâu. Và vừa rồi thì buổi tối nay, cái bản cập nhật buổi tối nay thì Hằng Lâm cũng gửi tới quý vị thông tin rồi. Chính người Nga, chính cái trang tin Tướng Vua nói về quân sự của người Nga cũng lại chỉ trích cái hành động của quân đội Nga vừa rồi, khi mà mang một mớ tàu thuyền, cả tàu nội tàu ngầm sang bên Havana của Cuba để mà diễu võ dương oai, như một cái động thái mà phản đối cái sự tài trợ vũ khí của Mỹ cho người Ukraine để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Thì nó cập cảng Havana ở đây, nó ngay, nó cách cái mũi phía nam của Florida, mũi đất phía nam của bán đảo Florida của Hoa Kỳ khoảng 200 km. Thế còn một cái tàu ngầm của Mỹ thì nổi lên ở cái vịnh Guantanamo ở đây. Hoa Kỳ đã thuê của chính quyền cũ của Cuba, và với cái điều khoản là vĩnh viễn, không phải vĩnh viễn, nhưng được thuê cho đến khi nào mà Hoa Kỳ họ không muốn thuê nữa. Mặc dù là nổi đây cũng khó có thể nói là cái tàu ngầm Mỹ nổi đây ấy, cách xa Havana khoảng hơn 800 km theo đường chim bay, và có thể là ngăn sông cách trở như này, đúng không ạ? Nó cũng không phải đường thẳng mà có thể nghe được, theo dấu được các cái tín hiệu thủy âm của tàu ngầm lớp Yasen của Nga đến, nó mang tên Kazan ấy, cập cảng Havana. Nhưng quý vị thấy là để mà cái tàu ngầm này nó đến được Havana thì nó cũng phải đi qua cả một cái vùng biển mà chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ không để cái vùng biển này nó trống trải, nó không có những cái hệ thống theo dõi thủy âm ở đây. Còn ở phía nam này thì có thể là nói là cái tàu ngầm USS Helena lớp Los Angeles của Hoa Kỳ đậu ở đây, có thể là để phòng trường hợp là cái tàu chiến kia, tàu ngầm kia của Nga mà động thái gì nó gây hấn luôn, thì nó cũng không thể chạy thoát qua cái phía nam của biển Caribe này được. Tất nhiên là nó sẽ không có cách nào nó đi qua cái kênh đào Panama ở đây đâu. Thì nó sẽ không có thể chạy ra khỏi vùng biển này được. Nó cũng giống như một cái biện pháp phòng hờ và đe dọa thôi. Đấy, thì chính phía Nga, những cái blogger quân sự của họ, họ cũng chỉ trích quân đội Nga là quá bất cẩn khi mà điều tàu ngầm tối tân của mình đến đây, và nó bộc lộ cái chữ ký thủy âm cho quân đội Mỹ. Hỏi một câu vui quý vị, tại sao mà điều tàu ngầm đến đây nó lại nguy hiểm thế với lại người Nga? Bởi vì là mỗi cái tàu ngầm, tàu chiến trên thế giới này nó có một cái đặc tính âm thanh phát ra riêng. Đối với những cái tàu chiến, tàu ngầm hiện đại như của Mỹ thì
họ càng ngày càng làm nó yên lặng, nên họ không phải cố tình mô phỏng nó giống như một cái vật thể nào đó mà phát ra tiếng ồn như ở trên đại dương kia. Nhưng mà tổng thống Nga thì bởi vì công nghệ giảm âm của họ quá kém, ở đây là quá kém theo cái nhận xét của Hoàng thôi, còn quý vị thích nhận xét thế nào thì nhận xét. Có rất nhiều người đúng không ạ, họ nhận xét những cái lời rất là có cánh, bóng bẩy, hoa mỹ về tàu ngầm Nga, nào là yên lặng nhất thế giới, nào là hố đen đại dương thế nọ kia, nhưng Hoàng nghĩ là nó không đến nỗi như thế đâu. Và chính vì thế nó có thể là nó sẽ phải mô phỏng những cái vật thể ở trong đại dương, giả sử như những cái tàu đánh cá hoặc là những cái vật thể mà nó có tốc độ di chuyển tương đương với nó. Đấy. Điều này có thể che mắt các thủy thủ tàu ngầm của Mỹ. Đấy. Nhưng mà nếu như nó đã đi vào đúng không ạ, và thậm chí là nó còn được hộ tống bởi một vài tàu nổi, có cả tàu cứu kéo đấy, thì gần như là chiếc tàu ngầm này nó sẽ di chuyển ngang bằng với tốc độ của những tàu cứu kéo kia, và chứa khí thủy âm của nó đã bị lộ, đặc biệt là dưới cái vùng biển mà Hoa Kỳ, nó xoay ngay sát nách của Hoa Kỳ và lại là ở khu vực mà một đồng minh của Nga đang hiện diện như Cuba đúng không ạ, không có khả năng là quân đội Hoa Kỳ bỏ ngỏ khu vực này đâu. Và vì thế là quý vị biết đấy. Thực ra thì cái trang tin kia Hoàng nghĩ là họ cũng bất bình quá, họ nói quá thôi. Chứ còn mấy cái tàu ngầm của Nga mà thì đến đâu người ta cũng biết. Cũng chả cần đến nỗi mà phải đi vào cái vùng biển phía nam Florida, vào cái vùng biển của Cuba thì Hoa Kỳ mới biết được chữ ký thủy âm của nó đâu. Nhưng rõ ràng nó cũng là một cái hành động không hay với phía Nga. Nó cũng bộc lộ những cái bí mật quân sự của mình. À, vừa rồi có một cái thông tin, The Moscow Times, một cái tờ báo độc lập của Nga, bây giờ đã chuyển sang Hà Lan rồi, bởi vì là chuyển trụ sở sang Hà Lan rồi, bởi vì là chính quyền Putin sau khi mà bắt đầu cuộc xâm lược ở Ukraine thì lại càng ráo riết bịt miệng truyền thông độc lập hơn, họ tránh bị đàn áp ấy, thì họ cho biết là Điện Kremlin không xác nhận cái báo cáo về việc UAV RQ-4 Global Hawk của Mỹ đã bị bắn rơi ở trên Biển Đen. Mấy hôm trước có tin như vậy quý vị. Đấy, thì nó không, dường như nó không đúng sự thật đâu. Có trang tin đưa, chính hình như chính trang The Moscow Times này cũng đưa tin này, nhưng mà nó không đúng quý vị nhé. Đấy, nếu mà quý vị có cập nhật được tin tức ở đâu mà nói về cái thông tin này thì họ nghĩ là không không lúc đó là người ta có thể là hơi vội vàng trong vấn đề cập nhật đấy, chứ còn chưa có xác nhận như vậy. Một quý vị tưởng tượng là cái Global Hawk này mà nó bị bắn rơi, nó cái phi cơ do thám thôi nhưng nó trị giá tương đương với một chiếc tiêm kích F-22 thì nó cũng rất là chấn động đấy, không phải đơn giản. Mấy ngày vừa qua quý vị biết đấy, là có thông tin là quân đội Nga ở Crimea là bắt đầu đặt các cái căn cứ quân sự của mình ở gần cái khu dân cư hơn để tránh quân đội Ukraine tấn công. Quý vị thấy nó cảm nhận như thế nào về cái thông tin này? Xin lỗi quý vị, cái bản đồ nó loát hơi bị chậm. Đây là Crimea quý vị, và thời gian vừa qua thì Ukraine tấn công suốt vào đây. Bản thân cái việc mà Nga đặt các cái đơn vị quân đội của mình ở gần khu dân cư để tránh các vụ không kích của Ukraine đã nói lên rằng là quân đội Kyiv hoàn toàn không có ý định nhắm vào dân thường đúng không ạ? Họ chỉ tấn công vào cái mục tiêu quân sự của Nga thôi. Và Nga cũng biết là họ sẽ phải cân nhắc khi mà tấn công vào các cái khu vực mà gần khu dân cư. Quốc tế lên án đúng không ạ? Quan trên trông xuống, người ta trông vào. Mỹ họ cũng không cho phép điều ấy. Châu Âu cũng không khuyến khích. Tất cả các bên đều không khuyến khích, chỉ có Nga đúng không ạ? Nga thì thoải mái đấy, bởi vì là dân thường chứ không phải là sinh mạng quan chức, nên là cứ bắn thoải mái đi đúng không? Điều này nó cũng là tiếp nối cái chính sách dã man từ thời Liên Xô thôi quý vị. Quý vị biết đây là có những cái thời Liên Xô họ làm ra những cái chuyến tàu hạt nhân, chuyến tàu hạt nhân không phải tàu ngầm đúng không quý vị? Đây là những cái đoàn tàu hạt nhân ấy, tàu hỏa đặt tên lửa đạn đạo trên các cái chuyến tàu hỏa
Và rất nhiều cái tờ báo ở những cái nước đâu đâu ấy, họ ca ngợi đây là một chiến thuật thông minh của Liên Xô khi mà làm cho quân đội của đối phương không thể theo dõi được hành tung của các cái hỏa tiễn hạt nhân của họ. Nhưng mà quý vị ạ, bởi vì nó lẫn với lại các đoàn tàu quân sự dân sự mà. Nhưng mà quý vị ạ, trong nhân từ lắm, nhưng mà để tránh cái nguy cơ mà một cái tên lửa hạt nhân nó lao vào đất nước của họ, liệu rằng là họ có quyết định là xóa sổ luôn cả một cái hệ thống đường sắt của Liên Xô hay không? Mặc dù Hoàng biết sẽ có người chỉ trích, nhưng mà có là Hoàng không biết rằng là cái hệ thống đường sắt của Liên Xô là dài nhất thế giới, nó trải rộng từ phía tây sang phía đông, đông tây mấy nghìn dặm, và nó còn có mấy đường nhánh khác nhau. Xin thưa quý vị, vệ tinh của người ta, đúng không ạ? Vệ tinh của người ta dò xét ra thì không phải là một cái đoàn tàu mà nó dài hàng trăm mét nó có thể là trốn tránh được đâu. Họ không cần hủy diệt toàn bộ cái hệ thống đường sắt này, nhưng mà chắc chắn là cứ ở đâu có sự hiện diện của tàu hỏa Nga, của tàu hỏa Liên Xô là họ có thể tấn công, và như thế thì nó có thể là gây ra nguy hiểm đối với lại hàng vạn sinh mạng đang di chuyển trên các cái tuyến đường sắt này. Không thể trách họ được, bởi vì họ phải nghĩ an toàn cho quốc gia của họ trước. Đấy, thì quý vị thấy là quay ngược trở lại, đúng không ạ? Rõ ràng Liên Xô đã rất dã man khi mà đặt các cái hỏa tiễn liên lục địa của mình, hỏa tiễn hạt nhân của mình trên các cái tuyến đường sắt này. Nó không phải là một cái gì mà thông minh đâu quý vị, hoàn toàn không thông minh. Hay là trước đây Hoàng thấy có một vài cái hình ảnh mô phỏng cái tên lửa Club, lúc trước thì gọi là Club, nhưng sau này gọi là Calip. Nó đặt trên các container và đặt trên các cái tàu dân sự quý vị, để mà đi ngoài biển để tấn công các lực lượng của Mỹ. Quý vị thấy dã man không? Ở đây là đấy, tiện đây thì Hoàng cũng chuyển tới quý vị những cái thông tin như vậy để quý vị soi xét, nhìn ngắm cái thế giới này. Như mà là nó có giống như một cái nickname Hoàng Hoàng nhớ đâu đâu ấy, gọi là tự học thì vậy. Nói là Hoàng đang đang dắt mũi quý vị thế này thế khác, hay là Hoàng đang không chịu mở mắt ra thế nọ thế kia, quý vị nhìn xem là những cái điều Hoàng nói hoặc phân tích đấy thì là đúng hay là sai. Đấy. Thì quý vị rất có khả năng sẽ nhìn nhận được, miễn là quý vị không mang theo cái thiên kiến. Hoàng ở đây Hoàng không 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 nói là quý vị cần phải là yêu quý Hoàng hay là phải là thiên lệch sang người Ukraine, đúng không ạ? Thì quý vị mới lại phân tích được những điều này. Quý vị chỉ cần giữ cho mình một cái sự công chính thôi. Quý vị xem là những lời Hoàng nói cái mức độ chính xác nó đến đâu. Là thực ra họ không họ, họ hoàn toàn không có quan tâm đếm xỉa gì đến cái sinh mạng của người dân cả đâu. Đấy, nó là chiến thuật từ lâu rồi. Thế nên là trong Thế chiến 2 người dân Liên Xô ấy, là đâu đó là cả quân lẫn dân là tử vong nhiều nhất trong các nước trên thế giới. Mà mặc dù là Đức thì họ không chỉ là tiến công đến Liên Xô, không chỉ là tiến quân vào Liên Xô, họ còn tiến quân trải khắp cả tất cả các cái nơi ở châu Âu và châu Phi, đấy, xung quanh châu Âu và Bắc Phi. Đấy, tất nhiên là dân số châu Âu nhiều, dân số của Liên Xô nhiều rồi, nhưng mà cũng không đến nỗi như vậy. Thì cái vấn đề ở đây là gì? Là vì Hồng quân Liên Xô chả quan tâm gì sinh mạng người dân cả, và chính cả bản thân quân lính ở trong cái lực lượng của họ thì họ không 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 quan tâm. Thế nên quân đội Hồng quân Liên Xô mới là cái quân đội mà tổn thất nhân mạng nhiều nhất trong Thế chiến 2, với 10 triệu người, gấp đôi phát xít Đức, là cái đội quân tổn thất lớn thứ hai quý vị, với hơn 5 triệu người. Làm quân quân nhân Nga và dân chúng của Nga hay là Liên Xô, Nga bây giờ chứ không phải Nga cái thời mà Trung cổ, thời Sa Hoàng. Người dân chúng Nga bây giờ hậu Xô Viết và dân chúng thời Liên Xô ấy, nó tủi nhục lắm. Thích thì người ta kích động mình ở sau lưng và mình làm tiên phong cho giai cấp này, giai cấp nọ. Nhưng mà đến cái lúc mà họ đoạt được quyền lực rồi thì họ vo viên, bóp bẹt và đẩy về sau lưng, như là đẩy về phía sau như những công dân hạng 2, hạng 3 của xã hội. Nhưng mà khi cần hy sinh sinh mạng thì họ lại mang cái danh tổ quốc ra, tổ quốc đang cần các anh và các anh cần phải là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì tổ quốc thân yêu của chúng ta. Nhưng tổ quốc đấy là cái gì? Nó là những khái niệm rất mơ hồ và trừu tượng. Giống như ở Trung Quốc chẳng hạn, Đảng Cộng sản Trung Quốc khi mà cần
công nhân và nông dân nổi loạn đúng không ạ, để mà tước đoạt quyền lực của cái chế độ cũ như Quốc dân đảng ấy. Đấy, để mà lũng đoạn Trung Quốc và cướp đoạt quyền lực đúng không ạ, thì hô hào những cái giai cấp này vốn dĩ họ là không có nhiều hiểu biết, họ không có nhiều hiểu biết, không nắm trong tay quyền lực xã hội và cũng không thể dẫn hướng xã hội được ở bất cứ xã hội nào cũng thế thôi. Ở đây họ không phải là chê trách ai cả, không phải nói là giai cấp này giai cấp kia, mà bản thân nó đều là như thế, chúng ta đều thấy. Nhưng khi cần thì dùng họ giống như là cái lực lượng tạo phản, sau đấy khi mà giành được chính quyền thì đàn áp, bao áp bức họ, và sau đấy khi mà khủng bố người dân chán rồi đúng không ạ, ổn định rồi thì đẩy họ về, tạo ra một cái chế độ hộ tịch hộ khẩu ấy. Tức là nông dân thì có rất ít quyền lợi nhưng mà đóng thuế trên thu nhập thì lại nhiều hơn là dân thành thị. Đó. Nó là cái sự bất công như vậy. Và khi cần mà có chiến tranh ấy, thì trưng lên cái biển, đất nước đang cần các anh, cần gạo thóc của nông dân này, cần cái sản phẩm công nghiệp của thợ thủ công, công nhân này. Đại ý là như thế. Nhưng mà quý vị thấy đấy, họ kêu gọi là xóa bỏ đặc quyền đặc lợi, lấy đâu ra mà xóa bỏ được. Cái ngân sách của Trung Quốc ấy mà dành cho việc là duy trì sức khỏe cho những cái lãnh đạo top đầu cấp cao ở trong đất nước của họ, thậm chí vượt quá cả ngân sách y tế cho hơn 1 tỷ dân. Rõ ràng là cái sự bình đẳng đúng không? Sự bình đẳng hay đặc quyền đặc lợi nó đâu có, nó bình đẳng nó không tồn tại, và đặc quyền đặc lợi nó thậm chí nó còn nhiều hơn ở những cái thể chế mà họ đã từng công kích đúng không?